Liệu Abijum có thể trở thành kẻ chiến thắng trong cuộc đua layer 2? Cơ hội nào cho chúng ta trong hệ sinh thái đang cực kỳ bullish này? Tất cả sẽ được cập nhật chi tiết, đầy đủ và dễ hiểu trong video ngày hôm nay. Chào mừng mọi người quay trở lại với 5 phút Crypto Update và mình là Kiều Anh. Dù đã trễ tiến độ ra mắt token thì Arbitrum vẫn được xem là một dự án rất năng nổ trong mùa B. Arbitrum là một layer 2 được tạo ra với mục đích đó là cải thiện khả năng mở rộng của Ethereum. Giải pháp được Arbitrum sử dụng đó là Optimistic Rollup. Yeah, cùng công nghệ với ông hàng xóm giàu có lắm tiền chuyên airdrop cho cộng đồng đó là Optimism. Mình sẽ giải thích một cách đơn giản về công nghệ này để mọi người có thể hình dung được nhé. Cách thức hoạt động của Optimistic Rollup là đưa các giao dịch vào một smart contract trên chain layer 2, xác minh tính hợp lệ của chúng và cuộn lại rồi gửi lên layer 1 Ethereum để đóng gói và tạo thành một block. Một ví dụ đơn giản để chúng ta hiểu về công nghệ Rollup này, việc xác minh và gửi dữ liệu từ layer 2 tới layer 1 cũng giống như việc chúng ta gửi thư vậy. Tưởng tượng nếu bạn cần gửi 10 bức thư, thay vì đi đến bưu điện 10 lần để gửi, bạn có thể cuộn chúng lại và nhét vào một bao thư, rồi chỉ cần đến bưu điện một lần duy nhất, từ đó tiết kiệm được thời gian và chi phí. Lúc này, dữ liệu sẽ trải qua một giai đoạn chờ đợi, cụ thể là 7 ngày, để những người phát hiện lỗi có thể tìm kiếm hoặc là chứng minh dữ liệu đó sai. Đó là lý do vì sao thời gian rút tiền từ layer 2 Optimism phải tốn 7 ngày để rút tiền sang layer 1. Nhưng mà chính miệng của Vitalik đã bảo rằng là công nghệ ZK Rollup sẽ cho Optimistic Rollup ra chuồng gà trong tương lai cơ mà. Ông Arbitrum còn xài cái công nghệ cũ dích đó để làm cái gì? Thế thôi, đổi công nghệ nhé, làm gì mà căng. Nhận thấy nhiều mặt hạn chế của công nghệ lạc quan này, đặc biệt là thời gian chờ đợi rút tiền quá lâu, Opchain Labs, đội ngũ đứng đằng sau Arbitrum đã nhanh trí thay đổi chiến lược và sử dụng một công nghệ mới hơn mang tên AnyTrust, dịch ra là tin tưởng bất kỳ ai. Vậy công nghệ này có điểm gì nổi bật? Sau khi đọc rất nhiều tài liệu học thuật thì team mình sẽ giải thích một cách dễ hiểu như sau. AnyTrust về cơ bản có cơ chế tương tự như Optimistic Rollup, khác một chút là công nghệ này sẽ tạo ra một hội đồng để xét duyệt giao dịch, từ đó dữ liệu sẽ không phải trải qua 7 ngày chờ đợi nữa. Lại, quay trở lại, bắt nguồn từ cái tên nhé. AnyTrust tin tưởng bất kỳ ai. Giả sử hội đồng này được vận hành bởi 20 người, khi mà một người xử lý xong dữ liệu và chứng minh được rằng cái dữ liệu này nó đúng rồi nhá, thì một người khác sẽ xác minh lại một lần nữa. Sau đó thì 18 người còn lại sẽ hoàn toàn tin tưởng vào nó và duyệt luôn mà không cần qua kiểm tra lại nữa. Nếu như giao dịch đó có điều gì bất thường thì sao? Hội đồng có thể đưa về với cơ chế Optimistic Rollup truyền thống. Quay trở lại với ví dụ gửi thư cho nó dễ hiểu. Người ta chọn ra một hội đồng 20 chú công an, chỉ cần 2 trong số đó xác minh là tôi đã kiểm tra rồi đấy, trong này không có hàng cấm đâu, có thể gửi thư đi được rồi, vậy là ok. Còn nếu như phát hiện vấn đề thì quay trở lại với chế độ kiểm tra 7 ngày. Từ đó lý giải tại sao AnyTrust là bản update của Optimism. Tuy nhiên, chúng ta có thể nhận thấy dễ dàng điểm yếu của công nghệ này, đó là độ bảo mật sẽ không được cao do dữ liệu không được xác nhận từ nhiều người. Sau khi quay xe xài công nghệ mới, giờ đây Arbitrum đã có hai sản phẩm mở rộng bao gồm: thứ nhất, Arbitrum One, và thứ hai là Arbitrum Nova. Vào ngày 31 tháng 8 năm 2022, Arbitrum One cũng đã được cập nhật phiên bản Nitro. Những cải thiện nổi bật có thể kể đến. Đầu tiên là cải thiện về thông lượng, tăng từ 7 cho đến 10 lần so với phiên bản cũ. Thứ hai là cải thiện về mặt phí gas. Thứ ba, cải thiện công cụ sửa lỗi, giúp sửa bug trở nên dễ dàng hơn. Một điểm mạnh có thể nhận thấy rõ trong biểu đồ là từ sau bản cập nhật, phí gas trung bình của Arbitrum đã giảm một cách rõ rệt, luôn thấp hơn ETH trong thời gian gần đây. Dù Arbitrum One có phí rẻ hơn 97% so với ETH, phiên bản Nova này dự kiến sẽ có phí thấp hơn nữa. Và chưa dừng lại ở đó, Nova tương thích hoàn toàn với EVM và được phát triển như là một chain độc lập, khiến đây trở thành mảnh đất màu mỡ cho sự phát triển của các DApp liên quan tới social và gaming. Cứ spam thoải mái transaction cho các hoạt động gaming hoặc là SocialFi, Nova sẽ đáp ứng đủ tất cả. Sau khi phiên bản Nova Mainnet, kế hoạch tiếp theo của dự án là sẽ phát triển mạnh các DApp trên đó. Khách hàng đầu tiên không ai khác chính là một trong những cộng đồng lớn nhất Internet, Reddit. Đúng vậy, Reddit đã chọn Arbitrum Nova là miền đất hứa, giúp phát triển cộng đồng theo hướng Web3 với các tương tác on-chain nhanh chóng và tiện lợi. Với Polygon là Lens Protocol đang hòn hot gần đây, liệu Reddit trên Arbitrum có thể mở đầu một cuộc đua về mạng xã hội Web3?
hãy cùng chờ xem nhé. Trước khi tiếp tục thì đừng quên nhấn nút like nha mọi người. Abitrum hiện tại đang có TVL là 1,8 tỷ đô, đã hồi phục rất nhanh sau mức đáy là 600 triệu đô. Tuy vậy, Abitrum vẫn còn nhiều điều phải làm nếu như muốn trở lại mức đỉnh là 2,7 tỷ. Câu hỏi đặt ra là tại sao lại có sự phục hồi rất nhanh chóng này? Chúng ta có thể cùng phân tích các nguyên nhân bên trong hệ nhé. Đầu tiên đó là mức phí rẻ. Tất nhiên, vì là Layer 2, Arbitrum có mức phí rẻ hơn rất nhiều so với các blockchain Layer 1 như là ETH hay là ADA. Đáng nói hệ này cũng có mức phí rất cạnh tranh so với các blockchain cùng phân khúc. Hiện tại thì phí gửi ETH và Swap Token đang thấp hơn 2,5 lần so với đối thủ sử dụng cùng công nghệ Optimism và chỉ thua một ít so với ZK Sync. Mọi người có thể nhìn trên màn hình. Phí của Arbitrum thì rẻ, mà phí để vào group trading của 5 Phút Crypto còn free luôn cơ. Group xem những kèo có tỷ lệ thắng cao và hướng dẫn chi tiết cách đặt lệnh để có hiệu suất tốt nhất. Ai cũng có thể bắt đầu vì nó hoàn toàn miễn phí. Ê, nhưng mà phải đăng ký qua link ở phần bình luận thì mới được nhá. Thả tin. Thứ hai đó là tin đồn airdrop. Với sự kiện Arbitrum Odyssey vào tháng 4 năm 2022, Arbitrum đã phát triển một chiến dịch thu hút người dùng thành công hơn bao giờ hết. Nghe nói là đẹp trai thì mới có nhiều người yêu và airdrop xịn thì mới có nhiều user. Điều gì tốt hơn một đợt airdrop đây? Chính là một đợt airdrop khủng hơn. Đúng vậy, bằng cách này dự án đã trao đi các NFT chưa hề có giá trị và chưa xác nhận có airdrop. Dù vậy, sức nóng vẫn cứ tăng lên hàng ngày. Từ một NFT enter the Odyssey được phát miễn phí, cộng đồng đã tự FOMO và đẩy giá lên nhiều lần. Đến thời điểm hiện tại, tuy chưa có một xác nhận cụ thể nào từ phía dự án, chiến dịch cũng đã thành công thu hút hơn 500.000 người tham gia. Sức hút từ tin đồn airdrop chưa dừng lại ở đó. Tính tới thời điểm hiện tại, đã có hơn 11 tỷ đô chảy từ Ethereum qua các cầu nối để đến với hệ sinh thái Arbitrum đổ vào các dự án. Con số này tương đương với Optimism và Polygon, hai cái tên top đầu trong phân khúc Layer 2 hiện nay. Lượng user cũng đã tăng chóng mặt từ chỉ vài ngàn user ở tháng 10 năm 2021 lên gần 900.000 người trong tháng 1 năm nay. Chưa kể, nếu nhìn vào bảng so sánh, lượng user thực tế sử dụng Bridge để luân chuyển tham gia vào hệ sinh thái Arbitrum, con số hơn 550.000 vẫn tốt hơn rất nhiều so với Optimism. Thành công này cũng là nhờ Aptos và Optimism đã airdrop hàng ngàn đô cho mỗi user, tạo nên tâm lý FOMO và săn lùng các hệ sinh thái có tiềm năng airdrop tiếp theo. Thứ ba, DApp đa dạng với không sự trói buộc. Ở Arbitrum, môi trường tự do phát triển được đẩy lên mức tối đa. Chính sách được xem là cốt lõi khiến nhiều nhà phát triển đặt chân đến đây chính là No KYC. Nếu như ở trên Optimism, các nhà phát triển phải KYC để phát hành dự án, thì Arbitrum, chính sách không KYC đã tạo nên sự khác biệt. Rất nhiều DApp đã được phát triển trong thời gian gần đây, dẫn đầu với GMX, cái tên rất quen thuộc với các fan của hệ Arbitrum, hay là Grail của sàn Dex Camelot đã nhân đến 10 lần. Mặc dù vậy, cái hại của chính sách này là khiến cho hệ sinh thái Arbitrum trở thành miếng mồi ngon cho scammer. Các nhà đầu tư cần phải hết sức cảnh giác. Arbitrum thậm chí còn chưa cần một token nền tảng để làm bệ đỡ cho hệ sinh thái, nhưng đã thu hút được hàng trăm ngàn người dùng. Quả là đúng với cái tên dự án crypto nhưng mà không cần crypto. Tuy nhiên, trong tương lai, Arbitrum có cần một đồng coin để đại diện hay không? Câu trả lời là có. Off-chain lab sớm muộn gì cũng sẽ phải phát hành token để trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư và thu hút thêm dòng tiền đến với hệ sinh thái. Mình có nằm mơ ở trong Discord của Arbitrum rằng là dự án sẽ phát hành token muộn nhất là trong quý 4 năm nay, và đó có thể là lúc bùng nổ của hệ sinh thái này. Cơ hội đầu tư hiện hữu trong tất cả các dự án tử tế đang phát triển trên Arbitrum. Đa phần các dự án đều đã có token và vốn hóa rất bé. Tuy vậy, cần hết sức cẩn thận. Như mình đã đề cập ở trên, đa phần các nhà phát triển trên Arbitrum không hề được KYC. Điều này dẫn đến rất nhiều dự án scam hay là rug pull trên Arbitrum. Rõ ràng là chúng ta cần research thật kỹ và tính toán số tiền có thể mất để đổi lại cơ hội x10, x100. Bên cạnh đó, các dự án trên hệ cũng đã bắt đầu cho test và tham gia retroactive, ví dụ như Vela Exchange, 3X Caliber. Nếu bạn có vốn bé hoặc không có tiền để đầu tư, airdrop rất có thể là cơ hội để thay đổi vị thế. Team 5 Phút Crypto cập nhật các kèo airdrop và retroactive xịn trên Twitter với hướng dẫn chi tiết. Mọi người nhớ theo dõi nhé! Về dài hạn, chúng ta vẫn cần phải hết sức cảnh giác với kèo đầu tư này vì Arbitrum đang chịu sự cạnh tranh gay gắt từ các Layer 2 sử dụng công nghệ mới hơn như là ZK Sync, Polygon với ZK EVM.
Sức ép của đối thủ sẽ ngày càng lớn nếu như Arbitrum không có những tiến bộ về mặt công nghệ hoặc là tạo ra các trend hot để giữ chân người dùng. Như vậy là mình đã cập nhật xong về hệ sinh thái Arbitrum. Tuy nhiên, đây hoàn toàn không phải là lời khuyên đầu tư nhé. 5 phút crypto chỉ cung cấp thông tin để bạn có thể tự nghiên cứu và tự tin đưa ra quyết định của mình. Đối với mình thì crypto và đặc biệt là đầu tư vào các dự án Layer 2, Layer 3 là khoản đầu tư mạo hiểm. Vốn dĩ Layer càng ở trên cao thì càng có tính cạnh tranh và đào thải rất là nhanh. Đã đầu tư mạo hiểm thì không thể all in. Cuối cùng, hãy comment những câu hỏi hoặc là dự án mà bạn quan tâm vì mình chắc chắn sẽ quay trở lại trong các video tiếp theo. Đừng quên những ưu đãi và group trading miễn phí ở phần bình luận nhé. Chúc bạn trở thành nhà đầu tư thịnh vượng tâm an. Xin chào!